Chỉ số giá tiêu dùng gọi tắt là CPI trên địa bàn tỉnh trong 2 tháng đầu năm tăng hơn 1%. So với tháng 1 năm 2024, chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 2 tuy tăng nhưng không đáng kể. Trong đó, khu vực thành thị tăng 0,9% và khu vực nông thôn tăng 0,7%. Nguyên nhân do tác động của giá xăng dầu và một số mặt hàng tiêu dùng trong Tết Nguyên đán tăng nhẹ. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 7 nhóm tăng. Cụ thể, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng hơn 1,3%. Các nhóm văn hóa, giải trí, du lịch, nhà ở, điện nước, vật liệu xây dựng, hàng hóa, đồ dùng gia đình, đồ uống, thuốc lá tăng không nhiều, dao động từ 0,2 đến 0,9%. Riêng nhóm giao thông tăng tương đối cao, trên 3% bởi nhu cầu đi lại của người dân vào dịp giáp Tết Nguyên đán tăng mạnh. Nhìn chung, giá cả thị trường trong tháng có Tết Nguyên đán ở địa phương được đánh giá tương đối ổn định, không có sự biến động lớn về giá, không xảy ra hiện tượng găm hàng tăng giá.